Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại phòng huấn luyện thực hành nhà máy A-40, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân. Xử lý tín hiệu số trong khối xử lý thu thì sử dụng công nghệ FPGA, ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ PHDL. Nghiên cứu cải tiến hiện đại hóa, xử lý tín hiệu thu của đài vô tuyến dẫn bay gần là đề tài đã nhận nhiều giải thưởng của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng. Hiện nay, đề tài này tiếp tục được hoàn thiện để đưa vào sản xuất hàng loạt trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không Không quân. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại úy Lê Thị Nhàn là một trong số ít nữ kỹ sư của nhà máy A-40. Về đơn vị công tác 8 năm, chị đã được tham gia khá nhiều đề tài cùng các đồng nghiệp. Chập chững bước từng bước, ban đầu là nghiên cứu các chuyên đề về vũ khí nguyên bản, về mô đun bảng mạch, về hệ thống kết nối chuyển sang tiếng Việt, sau là thiết kế cải tiến chế tạo mới. Độ khó tăng dần, giúp chị Nhàn dần trưởng thành hơn. Còn với Thượng úy Nguyễn Văn Tâm, tinh thần say mê nghiên cứu cộng thêm sự tự tin về kiến thức đã tích lũy sau thời gian học tập ở nước ngoài. Anh cũng được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, dù là một kỹ sư trẻ mới về nhà máy công tác không lâu. Cái cấp độ của tôi tham gia thì dần dần tôi sẽ giúp tôi được có nhiều kinh nghiệm hơn và tôi tham gia được chuyên sâu hơn, nhiều cái vấn đề hơn. Vâng. Hiện nay thì tôi cũng đang có nhu cầu được học tập, thì đối với nhà máy thì rất là ủng hộ cái việc đi học tập nâng cao chất, nâng cao cái kinh nghiệm và cái chuyên môn của mình lên. Thì sắp tới tôi muốn rất muốn tham gia cái lớp học thạc sĩ, thì Đảng ủy Ban giám đốc nhà máy cũng đã tạo điều kiện cho tôi để được đi học và nâng cao trình độ của mình. Với những người trẻ và với những sự nhiệt huyết, nhiệt tình thì tôi thấy là với mỗi chúng ta, mỗi thế hệ thanh niên thì đều không ngại khó, không ngại khổ và chúng ta sẵn sàng giải quyết những vấn đề khó khăn nhất và đến những nơi mà chúng ta cần nhất. Nên với mỗi đề tài khó thì tôi có thể làm việc với hiệu suất, nhưng mà nói ra là trên 200% để đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra để giải quyết được những cái khó khăn. Nhà máy A-40 thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là nghiên cứu cải tiến các loại máy thu phát, dẫn hướng đối với đài chỉ huy của không quân. Sửa chữa lớn và vừa đài radar chỉ huy hạ cánh, xe chỉ huy tổng hợp, xe đối không, ánh sáng tín hiệu, máy dẫn hướng đối không đảm bảo bay, thông tin chỉ huy, v.v. Nhiệm kỳ 2015-2020, nhà máy A-40 đã cơ động sửa chữa tại các đơn vị trong quân chủng 18 bộ RSP-10, RSBN-4N, PRMG-5, sửa chữa tại nhà máy 71 xe đài thông tin đặc chủng, 233 máy đối không ghi âm, 34 máy dẫn hướng, 291 máy thông tin chỉ huy các loại, v.v. Cơ động đột xuất bảo dưỡng cấp 2 cho 206 lượt, trong đó có 6 lượt bảo đảm kỹ thuật cho các đại trạm tại Trường Sa, nhà giàn JK1, đảm bảo an toàn tuyệt đối được cấp trên đánh giá cao. Giống các đơn vị bảo đảm kỹ thuật nói chung, nhà máy A-40 cũng gặp không ít khó khăn khi nền tảng về công nghệ được trang bị còn thấp, vật tư kỹ thuật thay thế lại thiếu nhiều, phải phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Trước tình hình đó, Đảng ủy nhà máy đã có nhiều chủ trương giải pháp mang tính đột phá để thực hiện các mục tiêu, phương hướng đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 này. Đó là phát huy nội lực để nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa vũ khí trang bị khí tài mới, cải tiến. Tạo ra cái niềm say mê và cái tinh thần ý thức tự lực tự cường cho toàn bộ cán bộ nhân viên. Thì với cái quan điểm là những ý tưởng nhỏ giải quyết khó khăn lớn, chúng tôi xây dựng được một cái bình diện rộng trong cái phong trào cải tiến, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Phát huy được cả cái sức thế mạnh của đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ nắm bắt được kỹ thuật mới, đồng thời phát huy tối đa những kinh nghiệm của thợ giàu kinh nghiệm. Bên cạnh cái việc giáo dục, quán triệt, nhận thức nhiệm vụ thì chúng tôi tăng cường đưa các kỹ thuật viên và cán bộ đi được các đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trẻ, để người ta nắm bắt, trăn trở với những cái khó khăn ở đơn vị. Công tác kỹ thuật đòi hỏi những kỹ năng tỉ mỉ, chính xác. Để nghiên cứu được sản phẩm, đảm bảo các tham số chỉ tiêu, tính năng tác dụng kỹ chiến thuật trong phòng thí nghiệm đã khó, đưa vào ứng dụng thực tế trong lĩnh vực quân sự lại càng đòi hỏi khắt khe hơn,
bởi sản phẩm không chỉ hoạt động tốt mà còn phải đảm bảo độ bền do ảnh hưởng của thời tiết, điều kiện ngoại cảnh và tính cơ động để có thể phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Những điều kiện thuận lợi sẵn có đã giúp Trung tá Lương Mạnh Trung và các đồng nghiệp có nhiều hơn nữa các sản phẩm đề tài sáng kiến. Chúng tôi được trang bị các cái trang thiết bị công nghệ mà chính do cái đội ngũ kỹ sư thợ kỹ thuật nhà máy nghiên cứu, thiết kế chế tạo, phục vụ cho chính cái mục đích sản xuất sửa chữa và nghiên cứu khoa học của nhà máy. Cái thuận lợi thứ hai là chúng tôi là nhà máy đầu cuối có cái cơ sở bảo đảm kỹ thuật cao nhất để thuận lợi trong quá trình chúng tôi khai thác sâu các cái trang thiết bị khí tài do nước ngoài sản xuất được trang bị trong nước. Cái thuận lợi thứ ba, cái đội ngũ làm công tác kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có cái lòng nhiệt huyết và cái tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học. Nghị quyết hàng tháng của tổ chức đảng các cấp ở nhà máy A40 đều bám nắm nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời phân công các đồng chí trong cấp ủy sâu sát từng đề tài, cùng nhau chia sẻ và giải quyết những khó khăn của anh em khi triển khai nghiên cứu và thực hiện đề tài. Tạo các điều kiện thuận lợi tối đa để cán bộ đảng viên phát huy năng lực của mình. Tạo điều kiện cho anh em cái môi trường làm việc rất là tốt, tức là yêu cầu đặt ra nào thì tổ chức cái mặt bằng công nghệ để phục vụ cho công tác của thực hiện đề tài thì trong chi ủy cũng phải tính toán, đặc biệt là các cái vị trí công tác công nghệ phải đảm bảo. Thứ hai là về các cái yếu tố về trang bị công nghệ để cho quá trình thử nghiệm đặt ra tốt. Và thứ ba là quá trình là phối hợp với các bộ phận, đặc biệt là để nâng cao cái trình độ của anh em trong quá trình thực hiện, rèn luyện cho anh em thêm cái nội dung về kiến thức. Kiến thức đây là mở mang thêm về kiến thức. Bây giờ các cái công nghệ bây giờ hàng ngày có những cái bước tiến rất là lớn rồi. Làm sao để đồng bộ chất lượng sản xuất, sửa chữa, cải tiến ở hai cơ sở của nhà máy? Làm thế nào để làm chủ công nghệ, thay thế nhập ngoại? Từ đó làm chủ hoàn toàn công tác bảo đảm để loại bỏ sự phụ thuộc nước ngoài. Chính yêu cầu thực tiễn đã giúp hiện thực hóa chủ trương bằng các giải pháp cụ thể, đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của nhà máy. Chú trọng vào cái xây dựng cái bản lĩnh chính trị, cái phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhưng mà đặc biệt trong cái giáo dục này, bồi dưỡng này là vấn đề tinh thần, thái độ làm việc, hăng say, tận tụy với công việc, với một cái tinh thần trách nhiệm cao. Khi giao nhiệm vụ thì đi đôi với công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá cái kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí mà. Trên cơ sở đó thì rút kinh nghiệm những cái khâu yếu, khâu thiếu, thường xuyên có cái khích lệ động viên nhân điển hình tiên tiến để làm sao mà mỗi cái hạt nhân tiên tiến đó nó có cái sức lan tỏa trong toàn đảng bộ cũng như là toàn nhà máy. Thành công trong công tác nghiên cứu cải tiến sản xuất các trang bị đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực tự cường của nhà máy A40. Đây là động lực, đồng thời cũng là mục tiêu để thúc đẩy A40 phát huy tốt nội lực để khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà quân chủng phòng không không quân và quân đội giao phó.